418 Trong khi thực hành Parivasa, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 5 ngày. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Tôi đây đã cầu xin hội chúng Hành phạt parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Trong khi thực hành parivasa, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Vậy tôi nên thực hành như thế nào? Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vì việc ấy, hội chúng hãy cho tỳ khưu Udaji, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày, rồi hãy ban cho hành phạt parivasa kết hợp với tội trước đây. 419 Và này các tỳ khưu nên cho thực hành trở lại từ đầu như vậy. Này các tỳ khưu, tỳ khưu di ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi trồm hổm, chắp tay lại và nên nói như vậy. Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Tôi đây đã cầu xin hội chúng hành phạt parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Trong khi thực hành parivasa, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày bạch các ngài dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng tôi đây cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày nên cầu xin đến lần thứ nhì nên cầu xin đến lần thứ ba 420 hội chúng cần được thông báo bởi vì tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. tỳ khưu Udayi này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. vì ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khu udaji. Trong khi thực hành parivasa, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vì ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vì ấy cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho tỳ khưu Uda-di dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Uda-di này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vì ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ cư udaji. Trong khi thực hành parivasa Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Vì ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Vì ấy cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng cho Tỳ khưu Udaji, Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Đại đức nào đồng ý việc thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày của tỳ khưu Udayi, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi tỳ khưu Udayi này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu Udayi. Trong khi thực hành Parivasa, Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Vì ấy, đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Vì ấy, cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng cho tỳ khưu Udaji, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Đại đức nào đồng ý việc thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày của tỳ khưu Udayi, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi tỳ khưu Udaji này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Vì ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu Udaji. Trong khi thực hành Parivasa, Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Vì ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Vì ấy cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng cho Tỳ khưu Udaji, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Đại đức nào đồng ý việc thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày của tỳ khưu Udaji dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tỳ khưu Udayi, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, đã được hội chúng cho thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 421 Và dạ này các tỳ khưu nên ban cho hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây như vậy. Này các tỳ khưu tỳ khưu Udaji ấy nên đi đến hội chúng đắp thường y một bên vai đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại và nên nói như vậy. Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Tôi đây đã cầu xin hội chúng hành phạt parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Trong khi thực hành parivasa, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, tôi đây đã cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng đã cho tôi đây, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Bạch các ngài, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, tôi đây cầu xin hội chúng hành phạt parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Nên cầu xin đến lần thứ nhì nên cầu xin đến lần thứ ba. 422 Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu Udayi. Trong khi thực hành Parivasa, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vì ấy, cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng đã cho Tỳ khưu Udaji, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vì ấy, cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho tỳ khưu Udaji, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi tỳ khưu Udaji này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu Udaji. Trong khi thực hành Parivasa dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vị ấy đã cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng đã cho tỳ khưu Udayi, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vì ấy cầu xin hội chúng hành phạt parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng ban cho hành phạt parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày đến tỳ khưu Udaji dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày đến tỳ khư Udaji dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì bạch các ngài Xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. tỳ khư Udaji này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng, đến tỳ khư Udaji. Trong khi thực hành parivasa, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vì ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vì ấy đã cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng đã cho tỳ khưu Udaji, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vì ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày Đến Tỳ khưu Udaji, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hành phạt parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày, đến Tỳ khưu Udaji, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu Udaji Trong khi thực hành Parivasa, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vị ấy đã cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng đã cho tỳ khưu Udaji giàu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, vì ấy cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng ban cho hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày đến tỳ khư Udaji. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày đến tỳ khưu Udaji. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày, đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayi, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 423 Giới hành phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng đáng hành phạt Manata, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Vì ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Vì ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Tôi đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Trong khi thực hành Parivasa dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, tôi đây đã cầu xin hội chúng sự thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng đã cho tôi đây, dù đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, tôi đây đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Hội chúng đã ban cho hành phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày đến tôi đây, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng. Với hành phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng đáng hành phạt Manata, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu 5 ngày. Vậy tôi nên thực hành như thế nào? Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vì việc ấy, hội chúng hãy cho tỳ khưu Udaji, dầu đang ở vào giai đoạn giữa chừng, được thực hành trở lại từ đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 5 ngày, rồi hãy ban cho hành phạt parivasa kết hợp với tội trước đây.